Những người đang nói chuyện. Đang có chuyên đề số 14 cả lớp chú ý cô như sau. Đây là những cái liên quan đến verb in và từ verb. Liên quan đến công thức nào thì tất cả các bạn nốt cho bên cạnh cho bạn cho cô. Mình nốt cho bạn thì bạn nốt cho mình rồi, tức là bằng nhau rồi ạ. Công thức đầu tiên là be looking forward to của verb in. Looking forward to cộng verb in. Looking forward to của verb in. Mong đợi điều gì ạ? Anh ngồi cho nó đàng hoàng cái chú nha. Vẹo lưng kia thì bạn chỉ chặt. Người thì bé. Nè vào đây nhé con. Chứ không phải lúc nào tu cũng là verb rồi nha. Nè vào đây. Arrange. To verb. Sắp xếp. Làm gì? Arrange to verb. Sắp xếp làm gì? Người ta đọc for to verb rồi. Ây! Sắp xếp làm gì ở đây? Có bạn này. Us. Somebody cộng to verb. Thúc dục. Dục là chữ gì nhá? Thúc giục ai làm gì? Urge somebody cộng to verb là gì? Câu 4 nha, cả lớp phải cẩn thận nha. Các bạn mà chọn đáp C là các bạn sai đấy. Tại sao lại như vậy? Đã cùng lươn một lần nữa bạn rồi. Sai rút nghiệm. Nào đi đi. Câu số 5. It's no you cùng với mình. It's no you cùng với mình có nghĩa là làm gì là vô dụng. Đáng bì ạ. Làm gì là vô dụng. Ví dụ là thuyết phục anh ấy đi. Vô dụng rồi. It's no use persuading him. Vô dụng khi thuyết phục anh ấy rồi. Anh ấy là một người rất là stubborn, rất là cứng đầu. Câu 6 ạ. Đàn bi nhá, con nằm bi nhá. Câu 36 nhá. Want somebody not to verb. Ủa, cái Hà My chưa đi học này. Thấy gái là xuân mà. Đây chơi cả lớp ơi. Câu tiếp này. Đáp án của số 6 sẽ là đáp án C. Anh ấy cảnh báo cô ấy không được làm gì. Want somebody not to verb là cảnh báo ai không được làm gì. Tiếp. Don't forget 100% của
cứ don't forget là to verb nhé. Câu này rất là hay thi. Cứ don't forget là to verb có nghĩa là đừng quên làm gì. Còn before các bạn thực hiện nó như một cái giới từ ấy á, thì các bạn dùng verb. Yep. Đó đây. Don't forget to verb là đừng quên làm gì nha. Và before là after là on in us. Tất cả các bạn đều dùng verb hết. Câu tiếp ạ. Số 8 này. Công thức của chúng mình tell somebody cộng gì cả lớp? Not to verb. Vậy đáp án của chúng mình là gì hả con? Đẹp đi. Yêu cầu ai làm gì? Thực ra là các bạn rất là dễ thôi ạ. Not là bây giờ phải đứng trước từ to đúng không? Lúc nào cũng vậy. Từ try thì có hai cái. Refuse không thu hút. Từ chối. Để làm gì? Từ chối để làm gì? Bà nào chạy ra ngoài bẩn mi ở cô ấy. Đầu ngõ. Chào con sang gọi bạn đi chăng? Ngay biết nhà bạn không ngay đầu đúng không? Mẹ bạn ấy không có nhà, có nhắn tin mẹ bạn trên Zalo mẹ bạn không có nhà. Con đi xe đạp cho nhanh. Đây là đầu ngõ. Anh ấy cố gắng để giải thích nhưng cô ấy từ chối để nghe. Lào. Try có to verb to explain và refuse to verb than be. Suýt đúng. Lại còn tình trạng mà suýt đúng. Mình có cả lớp ơi, út kêu mai cộng cái gì cả lớp. Vợ mình. À how bao giờ cũng là how. Đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Vâng, how to do. Cách để làm gì ạ? À? Đào bác sĩ ạ? Tất cả ở viết là cô Út Chiêu Mai của vợ mình. Phiền khi làm gì? Và how to do. Cách để làm gì? Mộng Thị Hậu viết bài. Không cần nhìn tôi biết anh Hậu đâu. Cái sự thật của mình được ai không? Cố lên bàn hai đi. Câu 11 nào. Nói với cô nha. Couldn't have cộng vô bình. Couldn't have cộng vô bình. Không chịu được được cái gì ạ? Tôi không thể nào chịu được được cái việc cứ tiếp tục phải nghe cái gì bạn nói bạn lại nhảy. Để mới chờ. Đàn bi ạ. Con cộng vô bình. Tiếp tục làm gì ạ? Chỉ bạn phụ này. Con cộng vô bình là tiếp tục làm gì? Tiếp tục làm gì? Thực ra ấy, nếu các bạn không biết nghĩa thì các bạn biết là cái từ on là giới từ đúng không? In on nó đợp thì đằng sau giới từ bao giờ cũng phải là danh từ của mình. Bây giờ là tu góp được. Vẫn con người đang bốc phét rồi nha. Làm ăn đi ạ. Câu 13, công thức của chúng ta là advise somebody cộng gì ạ? To verb ở đây.
14 từ stop qua cái các bạn viết cô đấy ạ. Stop của to verb là dừng lại để làm gì? Stop của to verb dừng lại để làm gì? Stop cộng verb dừng việc đang làm. Có nghĩa là nếu mà mình dùng stop của verb có nghĩa là cái việc đấy nó đang diễn ra và mình dừng nó lại. Còn cái việc mình dùng stop của verb có nghĩa là cái việc đó nó chưa diễn ra. Vậy câu này nhá. Ba chấm nói chuyện. Tôi đang làm bài tập về nhà. Vậy cái việc nói chuyện của cái người kia là đang diễn ra chưa? Đang diễn ra đúng không? Thì gọi là gì? Mày dừng cái việc nói chuyện đi đúng không? Tao đang làm bài tập. Ok, cái này phải dùng gì? Vâng mình. B. 15. Công thức của chúng mình là allow summary cộng to verb chính xác cho phép bài làm gì? Cái là việc công thức của đây allow summary cộng to verb. Maybe nha. Allow summary cộng to verb. Câu 16 các con. Begin cộng to verb ở vào mình. Cả hai cái đều được. Begin cộng to verb ở vào mình. Cô bảo là những cái câu mà có ngô quyền là phải cẩn thận nha. Ngô quyền tức là hai đáp án là cẩn thận. Cô không nói là chắc chắn nó bảo đáp án ấy, nhưng cô chỉ nói là cẩn thận rồi. Begin cộng to verb vào mình. Đáp án ready. Lầm lên thuyền. Câu 17 cái chương từ let. Hãy nhớ đến bài let it go. Như vậy là câu này được động từ giữ nguyên thể đúng không? Từ câu giữ nguyên thể. Nasanasi. Sau khi mà đi bộ khoảng 3 tiếng thì chúng tôi dừng lại. Và để cho mọi người đuổi kịp chúng tôi. Cụm từ của chúng ta là let somebody verb. Nasanasi ạ. Là thế nào? Tưởng là như nào? Tưởng ai đây là không chấp nhận đáp án của cô hả? Đó, xì ạ. Đây là cần được làm gì? Là cái cần được cái thức người ra được dùng bằng rồi con lại Korea mình nốt cho bạn thì bạn nốt cho mình về thôi. Câu 18 của chúng mình cái con này trong từ Windows gắn trước tên ít. Đấy, cửa sổ ấy ạ. Cửa sổ thì có tự lau được không? Tức là bị động đúng không? Là bị động mình có cái gì kìa? Need cộng verbing hoặc là to be phân từ hai đúng chưa? Thì bây giờ sẽ là đáp án. Đẹp đi. À, Ngô Quyền. Câu 19 nó gọi là is cộng tính từ và cộng to verb. Lúc nào sau tính từ cũng là to verb. Is it interesting to is it cộng tính từ và cộng to verb nha. Nào đây. Coi mười khi các con nhớ cái từ make thì con hãy nhớ cái câu là có cái bài hát là A Little Love nha. Có câu là gì? Make you cry, make you smile. Tức là make you cry, cry là động từ nguyên thể. Make me smile cũng thế đúng không? You make me cry, make me smile đúng không? Thì có nghĩa là cũng như thế. Vậy con này các bạn nhớ là make somebody cộng động từ như thế. Yêu cầu ai làm gì? Bóc nguyên thể. Làm ăn đi.
Make me cry, make me smile, make me stay. Bạn đi. Ngoài mơ của chúng mình là ask somebody cộng với gì ạ? Not to verb, cứ ask và to do rồi. Các bạn biết đi. Có not thì bắt buộc có từ to. Nhớ chưa? Vì chỉ với những câu này không được nhầm nữa nha. Có ai ai? Tương tự như vậy có not to somebody cộng gì? Phải có to verb đúng không? Thì mấy con này đáp án sẽ là đáp án A. Si được si là những cái to đâu. Ngạo rồi. Đáp án đây ạ. Tôi yêu cầu cô ấy tắt mẹ, tôi yêu cầu bạn tắt máy tính được không? Quay bạn ớt vai, tu vấp. Đúng không cả lớp? Nhưng mà từ not thì phải đứng trước từ to. Như vậy các bạn chọn đáp án gì? B. Lúc nào not đứng trước to. Mong thì thu ơi, ngồi học cho nó đang nghiêm túc cho mong thì thu nha. Baby ạ. 24 quá dễ stress không gì cả con. Vợ mình đã bán gì ạ? 25 câu nói rồi là refuse gì các con. To verb từ chối phải làm gì? Hôm nay có cho viết rồi ạ. Refuse to verb. Decide to verb quyết định làm gì? Jim vẫn chưa quyết định là mua chiếc ô tô. Decide to verb là vào đây. Mà mưa vừa rồi cô đi ô tô trên đường cả lớp 3 tiếng đến trường nhưng mà cả 7 giờ sáng 10 giờ đến trường chắc là khỏi dậy luôn. Chán. Xong là đi mấy đứa xe máy nó vỉa. Nó vỉa vỉa không thế là sức hết cả hông xe. Mà may là cô có đóng bảo hiểm. Bảo hiểm như này là cũng chỉ mất 500 nghìn thôi nhưng mà phải sơn lại hết cái cả cái cánh xe này. Nó chỉ sức có ai về thì thôi mà phải sơn hết cả cánh. Ô tô nó là vậy mà con. Mất 3-4 triệu. Nhưng mà có bảo hiểm thì ví dụ nhá, mình có bị va chạm bị đâm ở đâu thì mình chỉ mất 500 nghìn thôi. Kể cả hỏng cả xe mình chỉ mất 500 nghìn thôi. Nhưng mà một năm mình đã mất hơn 7 triệu. Kể cả xe mình cũng không bị sao thì mình cũng mất hơn 7 triệu. Có những đứa mà nó chơi bảo hiểm này nó thích thay cái gương mới chẳng hạn đúng không? Nó ra nó cọ cái xe nó vẫn tưởng nó chụp ảnh lên thế là có bộ gương mới 1 triệu. Thế nhưng mà mỗi một năm thì mình đã phải đóng 7 triệu. Ví dụ lúc nào mà cô mà cảm thấy cái gì nó không đẹp nên là cô quẹt nhau tường gái trong bộ chơi chơi. Thôi, thế thì mình lạm dụng quá không được. Nhưng một bảo hiểm có những lần mình không bị sao nó năm mà năm nó mình 7-8 triệu rồi. Nào. 26 đó đây ạ. 27 nào. 27 cái lớp trong từ many thì cái lớp many thì đi với to verb. Nhưng mà đây các bạn dùng A là C nào. Có rất nhiều phương tiện giao thông nhưng chúng tôi cố gắng để tới sân bay đúng giờ. Đó đây. Many to verb cố gắng để làm gì? Viết cô đây ạ. Many to verb cố gắng để làm gì? Đôi thanh niên này nó đi nó vỉa xe cô xong đi qua nó chạy thật nhanh để nó sợ nó chạy lên vỉa hè thật nhanh nó sợ có bắt đền cô mở cửa kính ra cô đứng lại đấy chỉ là nó còn phi đi cả lắm nhưng mình không làm gì được bởi vì sao ạ? Tắc đường chỉ có bọn xe máy nó mới lên vỉa hè được thôi ô tô chịu luôn rồi ông bà gác cả lời ông bà gác ông ấy dựng xe vào góc đường ông ấy cụp mặt xuống cụp vào mũ cối ngủ luôn chán. 3 tiếng mà không đi được bởi vì là nước này ngập nếu mà đi thì chết xe thì phải đợi cho nước nó rút đợi cho nước nó rút thì phải đợi lúc này chỉ muốn vứt ô tô đi cả lỡ. Câu 28 này offer to verb đưa ra lời đề nghị làm gì làm đi offer to verb. Cô hy vọng là sau khi cô làm cái này xong rồi, cô dẫn trước các bạn rồi thì chúng ta học nốt buổi chủ nhật là chúng ta nghỉ thôi. Chúng ta không học đến thứ năm đâu bởi vì học gần quá đấy. Nhưng chúng ta sẽ có những cái bài tập online làm thêm. Put your life cùng tu vớp nha, đặt vào đây. Không bài lập làm thêm trước khi mà các con đi thi thôi.
Online của tu vơ ạ. Đào này. Chủ nhật vẫn học sáng con. Nếu không thì là chuyển chiều. Chiều 4 rưỡi không? Alo, tuần trước là cô cho các bạn học chiều nhỉ? Ừ, học chiều đi. Quên mấy buổi sáng con cho các chị đề rồi quên. Rồi, ok. Audio live của tôi với bạn ở đây. Hậu rất là sung sướng điều này vì Hậu được ngủ tiếp rồi. Audio live của tôi với nha. Like thì cũng có mình. Còn audio live cũng tu vớp. 30. Promise cũng tu vớp. Hứa để làm gì? Ăn đi. Baby ạ. Câu ở lớp giả về cho các bạn mình đi ạ. Ai đúng? 30 câu. 29. 28. Ôi giời. Lâu lắm không đọc của tu vớt với mình là toàn kết thế này à? Toàn kết một lượt này à? Vâng, vậy thì trước khi đi ngủ à, các anh ấy để cho giọng của tôi trở vào giấc mơ của các anh. Bằng cách nghe lại, tôi thấy những cái bài của tôi, của chương trình lớp 9 tôi thấy canh chưa nghe lại nhiều nhá. Toàn có 20 lượt xem thôi. Cô chưa đốt cái chuyên đề này. Tất cả con chú ý vào cô đề 31. Promise với là tu vớt đúng không ạ? Đào vào đây. Cô ấy hứa là cô ấy không quay trở lại. Thực ra thì có một cách để có thể rất là dễ nhận ra tu vớt. Nhưng cái điều đó đối với những bạn đã biết nghĩa của từ cơ. Những cái gì mà nó mang nghĩa tương lai nó sẽ là tu vớt. Cái gì quá khứ nó sẽ là vô minh. Hứa thì phải là trong tương lai. Ân hận thì phải là quá khứ. Đúng không ạ? Quên thì phải là quên thì cái là quá khứ thì nó sẽ là vô hình. Cứ cái gì quá khứ nó sẽ là vô hình. Còn tương lai nó tu vô. Đây. 32 này công thức của chúng ta là viết cho cô đây ạ. Encourage tu vô. Khích lệ động viên để làm gì? Khích lệ động viên để làm gì? Khích lệ động viên để làm gì? Đàm vào đây. Ba remind là nhắc nhở tôi khỏi cả lớp nhá. Nhắc nhở trong tương lai là nhắc nhở trong quá khứ. Nhắc nhở mình làm trong tương lai đúng không? Vậy nó sẽ là not to verb. Và câu này sẽ là remind somebody cộng với lại to verb. Remind somebody to verb. Biết câu remind to verb. Nhắc nhở ai? Làm gì? Ba ba nha, remind to verb, nhắc nhở ai làm gì? Anh ấy nhắc nhở tôi không được quên trả lại sách cho John. Thường có những một số người thì mượn, đặc biệt là mượn tiền, mượn phát thuốc luôn. Đàn bi ạ. Tôi không biết là sau này, sau năm tôi nhận anh vào lớp 10, có biết anh có thay đổi tính cách anh không? A tư nào. Ai mà chưa có Facebook thì phải kết bạn với cô nhé. Không phải lúc mà hè mà cô đăng đăng điền form thông ký thông form thông tin đăng ký vào các lớp 10 ấy. Mà không đăng ký là cô sẽ không nhận đâu nha, kể cả là học sinh cũ nhá. Tức là nó sẽ đăng ký theo khối lớp và đăng ký theo IELTS hoặc học trường. Chứ không phải là kể cả các bạn bây giờ cô không phải không có nghĩa là các bạn học cô là các bạn tự giác được lên đâu, các bạn phải đăng ký và thông tin. IELTS là cái chứng chỉ thì anh quốc tế cao nhất, nếu chỉ cần đọc được tiếng Anh mà trên được 5.5 thì các em sẽ được tuyển thẳng vào đại học và không cần thi cái môn khác, đó là IELTS. Nhưng IELTS thì phải luyện, bắt đầu phải luyện cả nghe cả nói cả viết cả đọc, chứ không phải là chỉ có mỗi ngữ pháp không. Còn nếu thi đại học thì em chỉ cần làm như này thôi, không cần phải nói, không cần phải nghe. Đó là cái điểm khác nhau giữa thi IELTS và thi đại học bình thường. Ví dụ các bạn chọn môn tiếng Anh là môn thi đại học thì các bạn chỉ làm trên giấy này thôi, không phải nghe, không phải nói và không phải viết, chỉ chọn đáp án thôi. Nhưng nếu mà IELTS thì các bạn có bài thi nói, có bài thi viết.
Có bài thì nghe. IELTS này chắc là cả nước may ra được một người 9.0. 9.0 là cao nhất. Cô biết là cô có không thì cô biết. 9.0 là đỉnh điểm. 9.0 tức là tương đương với 10 điểm thì IELTS con là trọn vẹn. Cô là ngày xưa, tức là cái cách đây bao nhiêu năm rồi? 9 năm rồi. Khi bắt đầu cô thi vào đại học là cô được 7.5. Nhưng mà cô đang học, không biết là cô đang học tiếp à? Cô đang học tiếp là cô lên trên 8 chấm à? Cô đang học tiếp mà. Cô đang học suốt từ đợt từ tháng 3 đến giờ. Tháng 8 là cô thi à? Cái gì con? Nói đi. Làm gì có 10 chấm, 9 chấm là cao nhất thôi các ông ạ. Còn thường là các giáo viên, thường là các giáo viên ở Việt Nam này để đi dạy các bạn thường là tầm 6.5 trở lên. Thường là các cô giáo ở trường các bạn thì chắc là chỉ tầm khoảng 5 chấm rưỡi hoặc 6 chấm rồi. Tôi đang cày để lên 8 chấm để lọt vào tốt mà. Một trong chỉ mười mấy người ở Việt Nam được tên 8 chấm rồi. Tôi kể xưa tháng 3 đến bây giờ rồi này. Không đùa đâu. Câu 34 nào các con. 33 là B nha. 35 keep up cộng gì? Chắc chắn. Hòa Bình. Keep up thì nó hỏi keep up cộng gì? Smoking. Keep up của Hòa Bình đúng không ạ? Từ bỏ việc gì ạ? À? ba mươi lăm agree cộng to góp đồng ý để làm gì? Thay đổi chóng mặt. Agree cộng to góp ạ. Đáp án gì đây ạ? Ở đây mình có B và A đúng không? À, được thôi, tớ sẽ chờ cậu. Vậy cô ấy đồng ý chờ đúng không? Cảm ơn đây. Enjoy cũng có mình writing. Consider cũng có mình xem xét việc gì. Cho đây. Cho mi xem. Nghe. Để đọc của IELTS. Cho xem thôi ạ. Đấy là bài nghe thì chỉ là nghe và tóm tắt lại chứ không phải là nghe để viết. Nghe và viết tóm tắt lại. Dạ. Ừ. Đấy bài đọc đây. Cho nó xem. Cho nó xem. À đây, đây, đây chỉ là nghe và đọc thôi. Còn viết. Còn nói thì là người ta phỏng vấn. Còn bài đọc là một tiếng bài nghe là đối với thằng sĩ thì không thể nói còn nào tiếp nào. Đấy, thế nào? Nhìn cái đề của tôi sướng không? Tức là nó... Sao chẳng có gì cả? Thôi, không sao. Đối với cô nữa. Đây, còn viết và nói thì tôi sẽ phải cấy hết cả quyền này. Tất cả các chủ đề đấy. Đây là các chủ đề nói. Nếu người ta sẽ cho những cái ghi này, sau đó là mình sẽ đây, đây là những chủ đề nói đây. Đây, mỗi một cái chủ đề cô nghiên cứu xong thì cô sẽ đều gạch cái gì mà cần phải học nào ấy đấy. Đấy, đều gạch đấy, thấy chưa? Hết một quyển này luôn. Nếu mà học để được thi được vào đại học thì nó dễ hơn cả lớp như này đâu. Nhưng mà bởi vì cái mục tiêu của nó cao quá, cho nên là như vậy. Nào 38 ạ. Insist on cùng Hòa Bình. Khăng khăng đòi làm gì?
Xin đòn vô mình ạ. Là đây. Ngày xưa cô giáo dạy cô ở đại học mà được chỉ được có 7.5. Là đây. 39 đấy mình học rồi đúng không? Lúc vào gất chữ vô mình là bằng gì? 40 khoanh một từ up, so up đến cái gì hả con? Vô mình. 41 khoanh một từ from, so from đến cái gì hả con? Vô mình, đúng rồi, hiểu cách làm rồi đấy. 42, sau từ for đến gì? Vợ mình cứ nhớ in, on, at, up, from tất cả mọi thứ dưới từ để dùng mình. Nhớ chưa? Refill đấy mình học rồi, refill cũng tu vấp. Không bao giờ có not. Tại sao lại không có not? Bởi vì bản thân cái từ refill là từ chối thôi. Không có thể nào là từ chối rồi lại không nghĩ được từ chối để đi. Các bạn đi. 44 ạ. From cộng gì hả con? Vợ mình. 45 agree cộng to verb vừa học xong đồng ý làm gì? Enjoy cộng gì? Verb mình. Đây là to verb đây. Bốn bảy này viết đi viết viết viết. Út ra giờ cộng động từ nguyên thể. Út ra giờ cộng động từ nguyên thể. Muốn làm gì? Động từ nguyên thể hả? Thưa cụ ạ. Út ra giờ chồng ngồi học. Sao bây giờ mày bắt chước thằng chính cái đấy quá. Mày nghĩ là một đứa khác hẳn chính mà bây giờ mày bắt đầu chỉ phải nó rồi đấy. Học kiểu cái hay thôi. Học thì tôi ngồi học như thế à, tôi ngồi như thế à. Ôi này ơi, các con làm bài đây à. Duyên. Học từ cô. Nói thế mà không nghe được. Đó là đây à? Lão thật. 48 ạ. Able to verb. Đó là ơi. Có khả năng để làm gì? Anh chắc chuẩn bị không phải là học sinh của tôi nữa rồi. Đàn bi ạ. À? Able to verb. Là có khả năng để làm gì? Chắc là anh thích cô giáo khác để là... Anh Tú ơi. Tất cả cái gì anh nói tôi đều biết. Tôi không phải là mấy cô giáo giả, trường anh cũng biết đâu. Các bạn nên nhớ là bất kỳ cái gì các bạn biết thì cô đều biết hết. Cô không phải là những cô giáo khác, cho nên đừng có nói những cái gì không qua mặt tôi đâu. Cái chủ đề đấy là nó từ khi học cấp 3 là nó ổn lên rồi đến bây giờ. 49 ạ. Want to verb. Tưởng hay lắm. Muốn làm gì? Sau hợp cộng gì hả con? Vâng mình. Như vậy là cô xong cho các bạn chuyên đề gì rồi đấy ạ? Đâu, chuyên đề mười mấy à?